năm loài thủy quái khủng khiếp nhất đại dương một quái vật trung quốc ra đời từ cõi chết loài bò sát có tên hô phép chúc năng trang sống ở các đại dương của trái đất từ 247 đến 249 triệu năm trước loài này được cho là ra đời khoảng 3 triệu năm sau đại tuyệt chủng thời kỳ địa cầu vẫn đang chập chững hồi phục bao gồm sự xuất hiện của khủng long là loài ăn lọc bộ hàm có nhiều răng nhỏ sắc có thể tạo thành một tấm lưới lọc hoàn hảo nó mang chiếc mỏ như bồ nông thân hình như khủng long nhưng chân giống như vây thuộc về một nhóm bò sát biển chưa từng được biết đến họ hàng gần với ngư long hai cương long mình rồng ở mỹ Quái vật biển mang tên Saraburu Dali xuất hiện bất ngờ giữa công viên quốc gia Glen Canyon ở bang Utah, Mỹ, được xác định là một loài thương long chưa từng biết trên thế giới. Thương long là những bò sát biển khổng lồ thời tiền sử, những sát thủ siêu hạng, sở hữu nửa thân trước khá tròn giống các thương long khác, nhưng phần sau tương đối thuôn dài, giống mình của những con rồng trong truyền thuyết. Ba, ông tổ ngư long. Ngư long, tức Ichthyosa, là một trong những nhóm bò sát biển phổ biến nhất của đại dương quái vật những kỷ tam điệp, Jura, phấn trắng, loài săn mồi đáng sợ với chiều dài lên đến 15 mét sinh vật có hình dáng giống cá heo này sinh sống dưới biển vào thời kỳ nước Anh còn là một hòn đảo nhỏ. 4. Thủy quái có cổ dài 3 mét. Tanserper sinh sống cách đây khoảng 242 triệu năm vào giữa kỷ Tam Điệp. Loài bò sát cổ đại với chiếc cổ dài gấp 3 lần cơ thể và hàm răng nhọn hoắt giúp phục kích con mồi. Tanserper trông như một con cá sấu mập lùng với chiếc cổ siêu dài. Mẫu vật dài 6 mét với phần cổ 3 mét. Tuy nhiên, con vật chỉ có 13 đốt sống cổ. Phần cổ của nó không quá linh hoạt, được đỡ bởi những chiếc xương gọi là xương sườn cổ. 5. Sát thủ tối thượng kỷ ra. Trong năm 2023, các nhà khoa học Anh đã phát hiện và nghiên cứu một hộp sọ quái vật biển dài đến 2 m, mà theo các nhà cổ sinh vật học từ Đại học Bristol, Anh, chúng thuộc về một loài chưa xác định. Hộp sọ khổng lồ này còn nguyên 130 chiếc răng, mỗi chiếc đều như một con dao sắc bén, nguy hiểm. Ước tính con vật này phải dài đến 12 m và rất nguy hiểm, nên các nhà khoa học đặc biệt danh là sát thủ tối thượng kỷ du ra.